bộ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, 77 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh khắc ghi lời thề chung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, ngày đêm rèn đức luyện tài, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, xây đắp truyền thống, bám trụ kiên cường, lập công xuất sắc, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, lực lượng vũ trang tỉnh được phong tặng đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang trong kháng chiến, cùng nhiều tập thể được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Phát huy tinh thần chiến thắng, 50 năm ngày giải phóng quê hương, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quảng Trị liền phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới, tận tâm tận lực cống hiến hy sinh tất cả vì nhân dân phục vụ, cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Trị vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh. Trận đầu đội hình sư đoàn 968 là tổ quân kỳ, vẫn là cơ tuyệt thắng đang bốc khởi tung bay, là cờ vẻ vang mà đảng và bản bộ tình yêu đã trao cho quân đội nhân dân Việt Nam, một quân đội anh hùng, biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trí tuệ, sức mạnh và hào khí dân tộc Việt Nam. Đang nhiệm hùng chủ đăng quyến vào lễ đài là khối sĩ quan quân nhân nghiệp sư đoàn 968 anh hùng. Đang tiến vào trung tâm lễ đài là khối sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan binh sĩ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị. 63 năm đã trôi qua, cho dù trong hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ chiến sĩ biên phòng Quảng Trị vẫn luôn dũng cảm ý chí vượt qua mọi khó khăn gian khổ để rèn đức luyện tài, sẵn sàng trước mọi hiểm nguy khi tổ quốc cần và nhân dân yêu cầu. Dù còn nhiều khó khăn, thử thách và thiếu thốn, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh vẫn mãi luôn tâm nguyện lấy nhiệm vụ đầu tiên của biên giới, giữ ấm no hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu để mà sẽ sống của lòng mình, cấn giữ trên mọi nẻo biên cương xa xôi, có mặt cạnh giới tất cả bản làng biên giới, ở đâu có khó khăn hiểm nguy là có các anh, người thầy thuốc mang quân hàm xanh, người thầy giáo mang quân hàm xanh, cùng với những việc làm đầy ý nghĩa thắm tình đồng bào đồng chí. Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, mãi mãi là lời thề sắt son cháy bỏng trong dòng máu nóng các thế hệ cán bộ chiến sĩ của đời biên phòng. Tất cả vì chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vì dân giàu nước mình, dân chủ công bằng và văn minh. Đang tiến vào lễ đài là khối sĩ quan cảnh sát và sĩ quan an ninh công an tỉnh Quảng Trị. Sinh ra trong lòng đất mẹ Quảng Trị, lớn lên